Không, tôi la chú ngồi sau chú ôm ra năm ngàn nướng nhá. Nó lo nhà gì đấy. Nhà đó là củi nó không nướng. Nướng điện cơ. Nướng củi. Nó con. Ờ, lắp cái càng vô. Gáo rồi. Máy trộn của ta càng đây là chờ càng đánh bột khô này, còn đây càng đánh nhân này, còn đây càng đánh trứng này, đánh nhắc lèo này. À, công suất là 550W này, điện 220V này. Để dành khô ra để mà công làm chứ. Là nồi là 10 lít này. Ướt thì làm chi ra phải đi mua thuốc nọ à? Nước ở đâu, rửa ca này là hết luôn. Cho vừa nước thôi, có được nhão. Chăng còn bột lên đấy kia lo chứ. Tí nữa con điện còn đang quay. Không quay cái đèn điện. Ê, máy mới chứ. Nhanh nè. Đây khô lắm à. Nhảo. Rồi, chỉ cần con nước nhấn nhảo đây. Đang có bắt bột cái tên lo cái gì. Bắt bột chứ. Các bạn mua máy cho bột dung tích 10 lít liên hệ 0903448222 0903448222 không đưa chứ sao nè, có đánh rồi thôi, để đánh lên tay thôi, đánh tay đi.